Ở tập trước, tìm pháp sư đã tìm tới sự giúp đỡ của Bành Thị Mô để đối phó với tên hề Pennywise. Như hoa hậu gì đó. Anh Cương Thi mê gái, gặp Bành Thị Mô mê trai. Kết quả là anh Cương Thi bị rượt không chữ phát nào. Đẹp trai quá à. Trong khi đó, tên hề ma quái vẫn tiếp tục ngăn cản pháp sư và anh Cương Thi lấy lại các tờ giấy bí ẩn. Nhưng hắn phải hối hận vì dám đụng tới chồng của Bành Thị Mô. Tập 32, biệt đội Gangster đối đầu với liên minh Slenderman. Ủa, ủa còn đợi đâu ta? Ủa chết cha, còn đợi đâu? Ê, đúng rồi đúng rồi, còn tờ trong túi ta nữa nè. Thôi về tính ra, tính ra lại mình là đủ 8 tờ giấy rồi nè. Đó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tên rồi. Đó, đủ 8 tờ rồi. Rồi, giờ lấy 8 tờ thì cuốn tiền thôi. Nhờ mấy lít nước miếng của ngộ không á. Đi. Hai, cuối cùng cũng kiếm được 8 tờ giấy rồi Chim ơi. Mau mau đi cứu một tiền rồi. Đúng rồi đó, mau kiếm nó đi. Chú cha mẹ ơi, cái đầu chói là cái đầu của tôi đó. Sao ngầu không? Ngầu chứ. Ủa mà mần tóc đâu lẹ vậy? Ôi cậy đi kiếm không mà, không muốn làm gì cũng làm. Đi cứu một tiền đi. Kiếm xe mẹ thôi. Ê khoan,
Hả? Tiện giờ chạy bộ đi, xe điện mới mua đâu không chạy. Trời ơi, xe mới mà chạy bị chạy á, mỗi đứt tay à hao lộc, tức ruột lắm. Trời kẹo dư ba, nhắc mày hết tức kìa. Sao? Tự nhiên mất chiếc xe máy quyển zombie mất dạy thì. Nó mà xuất hiện rồi, cậu bắn nó, bắn trà nó luôn á. Đúng rồi đó, ước gì nó ở đây luôn á. Hello motherfucker. Đúng rồi đó. Bà nội mày. Bà mẹ chạy nhanh đi. Nó mà thích bắn nó thì nó lên đạn luôn à. Ê, mấy nó kìa mấy đúng. Coi nó làm gì. Có khi nào nó vẫn còn đó mấy sư. Chắc vậy quá. Chắc còn nó zombie luôn hả? Không biết nữa. Đây trường mầm non mà, để nó coi ra sao. Ê con nó tới kìa. Đâu đâu đâu, phải zombie còn không? Benny White. Nghe nói giờ mày mày cướp một chiếc xe con cực thi đúng không? Ngon á, đi thôi đi thôi. Ủa hai mày chơi chung với nhau hả ta? Chắc vậy á, để ngồi bắn nó cho. Thôi, giờ mình theo nó coi tụi nó đi đâu. Điện được. Không biết nó vô đó làm gì ta. Ngộ cũng không biết nữa. Thôi giờ ba mình úp sọt giùm mày trước. Rồi thấy ông Hè sao? Quýnh nó chết cha nó luôn. Nó đi xe ngộ á. Lấy xe cho ngộ luôn. Đi đi đi. Là nhà của Momo nè. Đúng rồi, tao thấy giống nhà Momo ghê. Ủa mà sao mình nhớ vô bãi đất trống mà tụi tao vô nhà Momo chứ. Chắc đây là ảo ảnh cơm này tạo ra đó. Thằng này nó cũng ghê thiệt. Bị đánh mà nó cũng còn phép. Thôi đi thôi. Thank you.
đón mình vậy ta? Nhóc nãy lính của Sera nó giờ sợ gì nó, giờ nó có hai hàng mình ba hàng bút nó cho anh ba chọn hai không cho chú quan đi bút nó. Mày nhỏ hai đậu cao quá vậy mày trai không em nhìn cho nhà bò nhớ. Má nữa hả má? Đi đâu cũng gặp hết vậy? Dám đánh chầm chế hả? Quần của chầm chế là chỉ được chế tuột thôi, chứ không được tuột nghe chưa? Giờ em biết rồi, chị muốn hai em muốn biết nữa đâu. Đánh nó một. Dám ăn mít chầm chế nữa là chết chai chứ. Từ nay không được hại người nữa chứ. Dạ em biết rồi. Run. Nãy là em đi chọn mày chết cha mày luôn á con. Chồng có sao không chồng? Ờ không sao. Ôi chồng ơi, chồng ơi. Cái gì trời, ngày nào có nhí vậy trời. Chồng ơi. Cái liều của tôi, ông vô đây làm gì ông nội? Thôi, cho nội đi trốn đi. Sao? Trời ơi là trời. Chồng cứ chế đồ ta. Quay trời ơi! Ai vậy trời? Như thế này là chó mà đồng ý được ha. Xuống. Chốn này là kính rồi. Thằng Sư Men nó ngu lắm, nó không biết mình trốn ở đây đâu. Ủa giờ này em còn địch nữa chấm. Nó có địch à? Sao cứ vậy? Không biết đâu. Nữa hả? Không có mà. Chạy.
đâu rồi? Anh em đâu? Lên quất nó!